Thế thì trước hết là với cái lớp của lớp mình ạ, là Advanced B1 ấy, thì thực sự là lớp mình cũng là một trong những lớp mà tiên phong để sẽ theo học ở chương trình Pre-IELTS ở cái độ tuổi khá là sớm. Thì em cũng chia sẻ thật là tại sao bọn em lại quyết định dạy Pre-IELTS ngay từ cấp 2 như vậy. Thì với cái hiện trạng và đã nghiên cứu khá là nhiều thì bố mẹ cũng biết là cái chương trình IELTS thì nó sẽ sử dụng để xét tuyển đại học. Gần như là mình sẽ không dùng đến lớp 9 đâu. Ở trên trường, ở trên các quận khác ấy, thì họ có sử dụng. Ví dụ như trường Lương Thế Vinh mà 6.0 IELTS là sẽ được tuyển thẳng vào cấp 3 Lương Thế Vinh luôn. Hoặc là như trường Đàm Thị Điểm, trường Lomonosov thì họ đều sử dụng IELTS để xét tuyển vào cấp 3. Có điều là ở khu vực dưới mình thì sẽ chưa dùng và chúng ta sẽ chủ yếu là các bạn ở trung tâm sẽ sử dụng IELTS trong để xét tuyển đại học. Cũng có một cái hiện trạng như đợt vừa rồi có trường Bách Khoa đúng không ạ? Thủ khoa nhưng vẫn không đỗ nguyện vọng một. Thế thì đấy là do bây giờ các cái trường lớn, ví dụ như trường Đại học Quốc gia, Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân họ tự chủ ạ, thì họ thường là họ sẽ muốn xét bằng cái bài thi quốc tế hơn. Vì cái bài thi trung học phổ thông quốc gia ấy, nó là kết hợp giữa cái tốt nghiệp và thi đại học, thế nên là nó độ phân loại không cao và họ khó chọn được cái học sinh giỏi. Vậy nên là có cái IELTS nó sẽ là lợi thế cho các bạn. Tuy nhiên là với cái lịch học dày của cấp 3, nếu như bắt đầu từ lớp 10 con học và cố gắng là lớp 11 phải đạt được 7.0 hoặc 7.5 IELTS, các bạn ấy sẽ phải dồn lực rất là nhiều. Một tuần sẽ phải học khoảng 3 buổi, mỗi một buổi 2 cho đến 3 tiếng. Đồng thời là về nhà phải làm một cái lượng bài tập phải dành khoảng ít nhất là 1 tiếng một ngày để học. Thế thì với cái cường độ học nặng như thế thì em nghĩ là các bạn ấy rất là khó đảm bảo còn nhiều môn nữa. Chính vì vậy nên là bọn em đã quyết định là sẽ ứng dụng IELTS từ cấp 2 luôn để giãn cái thời gian học và giảm tải áp lực cho các con. Và chương trình IELTS thì thực ra là bọn em đã bắt đầu xây dựng và làm một chương trình pre-IELTS, tiền IELTS rồi trong một thời gian rồi. Nhưng mà khi mà bắt đầu quyết định là áp dụng cho các bạn cấp 2 thì bọn em có mời thầy Anthony, thầy là cố vấn cũng như là thầy là người đào tạo luôn cho đội ngũ của giáo viên của trung tâm. Thầy Anthony thì thầy là người đến từ London ở Anh ạ. Và thầy thì ngoài việc là giáo viên đào tạo về cái chương trình IELTS thì thầy còn là giám khảo của hội đồng Anh. Tức là ví dụ như ở đấy họ update các cái topic mới, các cái chủ đề mới hoặc là các cái mẫu bài thi mới thì thầy gần như sẽ là người mà biết đầu tiên. Và sau đó thì thầy lại tiếp tục sẽ cập nhật cái chương trình tài liệu đấy lên trên website. Bên em là sẽ nhờ thầy cùng đồng hành lâu dài đấy ạ, và cũng sử dụng các cái tài liệu và tài khoản e-learning ở trên website của thầy. Thì thầy thì nói chung là về lý thuyết là rất là nắm chắc này, và đồng thời thầy cũng vận hành luôn một cái trung tâm IELTS ở trong thành phố Hồ Chí Minh và cũng là giáo viên dạy về phương pháp giảng dạy TESOL TF, nên là về chuyên môn của thầy thì rất là yên tâm. Và khi mà đặt vấn đề rồi cũng thương thảo các thứ, đề nghị thầy điều chỉnh lại chương trình cho phù hợp với cả học sinh của khu mình và cái kéo dài cái thời gian học ra, thì thầy cũng rất là hỗ trợ. Thầy đã qua đây trực tiếp để đào tạo cho giáo viên ở trung tâm cũng như làm việc trực tiếp với em rất là nhiều. Thì cũng được một thời gian rồi, và sau đó thì bọn em còn gửi tiếp thầy Max. Thầy Max là giáo viên full time của trung tâm vào trong thành phố Hồ Chí Minh trong một tuần để thầy tiếp tục đào tạo nữa. Tức là cũng trao đổi như vậy một phần là để phụ huynh sẽ yên tâm về cái chương trình mà các bạn ấy sắp được học, và thứ hai là phụ huynh cũng thấy là trung tâm đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng chứ không phải là một cái quyết định bồng bột để cho các con học tiếp cận với một cái chương trình học thuật sớm như vậy. Và các bạn ấy thì cũng sẽ vất vả hơn khi bắt đầu tham gia vào cái chương trình này. Vậy nên là em rất là mong có một cái buổi họp phụ huynh để chia sẻ với phụ huynh cũng nắm được cái chương trình tiền IELTS là gì, yêu cầu như thế nào, cần đồng hành với các con hoặc là làm công tác tư tưởng cho các con. Thì cái buổi họp phụ huynh này là để phụ huynh hỗ trợ, và trước khi các bạn ấy tham gia vào ấy, thì em sẽ có một buổi nữa để hướng dẫn các bạn trực tiếp và giải thích cho các bạn ấy là tại sao chúng ta lại học lên một chương trình nó hơi khó với khả năng của các bạn, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể học được. Và cái phần này chắc là sẽ là nhiều phụ huynh quan tâm đấy ạ. Đây là cái lộ trình dài hạn. Học IELTS thì sẽ không thể ngắn hạn được đâu ạ. Tức là chúng ta phải đi đường dài và chúng ta phải nhìn khá là xa. Nếu như mà theo cái xây dựng ở đây là em với thầy có làm việc trực tiếp với nhau và đưa ra với theo năng lực của học sinh của mình ạ, thì các bạn đang ở cái khung này, đang là học tiền IELTS ở 2.5 đến 3.5. Và mức độ của nó sẽ là A1, A2, tương đương, tức là đối chiếu với khung tham chiếu châu Âu ấy ạ. Thì các con cần học 96 buổi, nó khoảng 12 tháng. Tại sao lại để khoảng? Tại vì là nó sẽ còn liên quan đến nghỉ lễ và các cái dịp các thứ nữa. Thì nó sẽ khoảng là 12 tháng.
Và sau đó thì đến cái giai đoạn tiếp theo là từ 3.5 đến 4.5 thì sẽ khoảng 9 tháng. Từ 4.5 đến 5.5 là khoảng 4 tháng, 5.5 đến 6.5 là 5 tháng và cuối cùng là 6.5 đến 7.5 là 6 tháng. Tức là vô hình chung thì các bạn ấy sẽ cần khoảng 3 năm, 36 tháng để các bạn ấy đang từ cái mức như bây giờ để đạt được một cái điểm 7.5 IELTS. Và một số bạn thì có thể học nhanh hoặc là tích cực hơn ấy, các bạn ấy có thể đạt được sớm hơn. Một số bạn mà bị đuối hơn thì có thể là chậm hơn một chút, cái đấy nó sẽ còn phụ thuộc vào năng lực và sự chăm chỉ của các bạn nữa. Thì ở trong cái này em có ghi ở phần notes là phần ghi chú, thì tức là mỗi một buổi học nó sẽ kéo dài từ 90 đến 120 phút. Và số lượng học sinh ở trong mỗi lớp thì quyết định cái độ dài của khóa học, tức là bố mẹ hình dung là khóa học IELTS là khóa phải sát và sửa rất là kỹ. Nên là nếu như mà lớp đông thì thời lượng học bắt buộc phải kéo dài hơn. Còn lớp vắng thì chúng ta sẽ có thể học ngắn hơn. Và ở đây có một cái cụm nó ghi là homework is compulsory, tức là bài tập về nhà là bắt buộc. Nếu như các bạn ấy không hoàn thành bài tập về nhà thì các bạn ấy rất là khó theo được tiến độ. Và ở đây thì bọn em đang lên khung các con, lớp này của các con thì có các bạn lớp 6 và lớp 7. Thì nếu như mà học đúng tiến độ của chúng ta là khoảng 3 năm ấy, thì các bạn ấy đến khoảng lớp 9, lớp 10 là bạn ấy có thể đạt được 7.5 IELTS rồi. Tất nhiên là với điều kiện như các cô đấy yêu cầu, ví dụ như khi học này thì các bạn ấy phải đi học đầy đủ 90%, hoàn thành bài tập cũng phải 90%. Và với mỗi một bạn thì sẽ được test liên tục, và ví dụ như yếu kỹ năng nào hay cần bổ trợ cái gì là các bạn ấy sẽ phải hỗ trợ với các cô để các cô sẽ củng cố cho các bạn. Thì khi mà học cái chương trình IELTS, nó là chương trình học thuật, sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải phải quyết tâm, và các bạn ấy cũng sẽ phải để ý rất là nhiều. Thì lúc đấy thì em có nhắc đến một cái website tài khoản e-learning là để chúng ta học ấy ạ. Thì nó chính là cái website này ạ. Đây là cái website mà thầy Anthony đã xây dựng được 8 năm rồi. Tức là đã cứ cập nhật liên tục và điều chỉnh rất là lâu trong vòng 8 năm. Trong đó thì nó sẽ có đầy đủ hết các cái kỹ năng, đủ 4 kỹ năng, và ngoài ra có thêm bổ trợ cho các bạn ấy nữa. Thì em sẽ show trực tiếp cái website để bố mẹ sẽ theo dõi và theo thao tác. Bên cạnh là các bạn ấy sẽ có học ở trên lớp ra, thì cái việc các bạn phải có thời gian để thực hành ở trên website nó cũng rất là quan trọng. Được cái là các bạn sẽ được tiếp cận sớm từ lớp 6 rồi, thì chúng ta sẽ không bị quá áp lực. Và mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra một cái thời gian vừa phải, không quá căng, nhưng mà tối thiểu cũng phải là 10-15 phút. Thì các bạn sẽ có thể theo được. Thế thì bố mẹ có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đây là cái website mà hôm nay em vừa mới giới thiệu cho bố mẹ đấy. Thì bố mẹ có thể nhìn ở dưới này nhé. Có cái last updated là mùng 1 tháng 11 năm 2023. Tức là khi mà bọn em nhận cái website này thì là từ rất sớm rồi. Khi mà thầy ra đây, thầy đào tạo cũng như là bên em cử giáo viên vào để nhận hết tất cả tài khoản, nhưng mà vẫn liên tục cập nhật và vẫn liên tục sửa đổi để phù hợp với học sinh của mình. Cái quá trình này, status vẫn ghi là ongoing process, tức là vẫn chưa cập nhật xong. Và cứ em sẽ thầy cứ đẩy tài liệu check, sau đó thì hai bên cùng làm và sẽ điều chỉnh. Cũng như lúc nãy thì em còn nói thêm ấy, là khi nào mà hội đồng Anh họ thay đổi format hoặc là thay đổi các cái chủ đề câu hỏi ấy, thì thầy cũng sẽ lại tiếp tục cập nhật trên website. Thế bố mẹ sẽ nhìn ở trên này, nó sẽ có một phần phần dictionary này, là phần từ điển. Các bạn ấy có thể tự tra từ điển trên này. Các bạn ấy có thể sẽ tự tạo cái từ điển cho mình ấy. Ví dụ như là hay gặp cái từ nào sai thì các bạn ấy có thể add vào từ điển, và nó cũng sẽ có thể tạo game để các bạn ôn lại. Cái phần e-learning này nó được gọi là all in one, tức là tất cả trong một cái platform thì các bạn ấy sẽ học được hết. Tiếp theo là có phần speaking này, có phần reading, writing, kỹ năng nói, đọc, viết này. Có một số cái phần tips, tức là mẹo để học, kỹ năng nghe này, có phần video để các bạn học, và có cả phần ngữ pháp. Vì thực ra là thi IELTS thì ngữ pháp cũng rất quan trọng, nhưng có điều là ngữ pháp ở trong IELTS thì nó sẽ khác một chút xíu so với ngữ pháp các bạn ấy thi. Về cơ bản là vẫn giống nhau khoảng 80%, nó sẽ khác một chút xíu thôi ạ. Thì khi mà em sẽ mở thử một cái ví dụ phần speaking để bố mẹ xem nhé. Thì khi các bạn ấy sẽ được cấp hết, tất cả các bạn vào đây sẽ được cấp tài khoản e-learning này, và tài khoản này nó sẽ liên tục cập nhật. Sau đó thì bên em sẽ có một buổi để giải thích cho các bạn ý và hỗ trợ cho các bạn ý cái cách thức sử dụng và hướng dẫn. Tức là những bạn này, bạn lớp mình ấy thì cũng khá là ngoan, nhìn chung lớp Advanced B1 mình là ngoan ấy. Nhưng mà lực học của các bạn nó đồng đều, cái phần speaking là khá đồng đều, nhưng vẫn ở các kỹ năng khác là cũng có cái sự chênh lệch nhất định. Vì vậy nên là các cô sẽ phải hỗ trợ thêm, và cũng có cái hướng tư vấn cụ thể với một số bạn đặc biệt.
bọn em sẽ gọi. Và đây em ví dụ cho bố mẹ xem nhé, là đây là cái phần speaking này. Thế thì ở tài liệu này nó thiết kế khá là hay, tức là nó thực ra nó sẽ không có tương tác quá nhiều như các cái tài liệu khác, ví dụ như trang Study4 là các bạn có thể kích nghe làm trực tiếp, ở đây thì nó sẽ không tương tác nhiều, nhưng mà bố mẹ có thể nhìn thấy là cái cách mà thầy hệ thống tài liệu ấy, và cái nội dung của tài liệu này nó rất là cập nhật, và em đã nghiên cứu rất là nhiều sách rồi nhưng mà rất là ít sách mà họ hệ thống kiểu như thế này. Ví dụ như họ đưa ra một cái từ vựng, và những cái từ vựng này theo cái chủ đề, chia theo từng chủ đề nhé, và những cái từ vựng này là từ vựng mà hiếm gặp, và là những cái từ kiểu như là idiom, các thành ngữ, tục ngữ, khi mà bạn ấy dùng được thì các bạn ấy sẽ được điểm cao. Đưa ra sau đưa định nghĩa và đưa ví dụ. Không hiểu tại sao em cứ share là nó lại bị không có share nhỉ? Các chị có đang nhìn thấy không ạ? Đang nhìn thấy em share phần speaking không ạ? Các chị có nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy màn hình nó đang thấy có gì ạ? Thấy Thấy quay chữ quay O. em ạ. Thấy gì Quay đấy? đen kia cô ạ. Bạn cái này nó để bản quyền ấy ạ, hình như là mỗi một lần em phóng to nó ra ấy là nó lại chặn không cho em share nữa. Em sẽ để thu nhỏ lại, các chị chịu khó nhìn bé bé một tí nhé. Em sẽ thu nhỏ lại vậy. Lần trước em cũng bị thế rồi, em quên mất không hỏi thầy cái nguyên nhân là tại sao cứ mỗi lần phóng to ra thì nó lại không cho share. Đây, ở đây thì các chị nhìn thấy đúng không ạ? Khi mà em để nhỏ như này thì nhìn thấy đúng không ạ? Thì các chị sẽ chịu khó nhìn một chút này, về sau các bạn ấy có tài khoản mình có thể vào trong đấy xem tài khoản trực tiếp. Thì đây ạ, ở đây nó sẽ có các cái hệ thống giải thích cho mình rất rõ ràng, và cái lượng câu hỏi nó cũng sẽ là theo đúng cái format bài thi luôn. Thì khi mà các bạn ấy luyện theo cách thức như thế này nó sẽ khá là gần gũi. Tất nhiên là trước khi bắt đầu đưa vào website ấy, thì bọn em cũng có dự định là cho các bạn ấy học một cái giáo trình ngắn để các bạn ấy làm quen những cái phần kiến thức dễ hơn đã, rồi bắt đầu mới sử dụng nhiều trên website này hơn. Thì đấy là cái giới thiệu cho bố mẹ về cái tài khoản e-learning này, về cái lộ trình của các bạn ý. Và thực ra thì nếu như mà các bạn ấy theo sát được ấy, có những bạn mà học tốt và có ý tưởng tích cực, ví dụ như là bạn Elsa là bạn mà rất là chủ động tự giác, thì thậm chí là các bạn có thể đạt target sớm hơn so với cả lộ trình này. Tuy nhiên thì cái chương trình học thuật này sẽ yêu cầu các bạn ấy sẽ vất vả hơn một chút. Và bọn em thì ví dụ như đến giai đoạn lớp 9 thì chắc là cũng có sẽ thay đổi. Ví dụ như các con bây giờ đang học đầu cấp thì không sao, nhưng đến lớp 9 mà sẽ yêu cầu thi thì có thể lúc đấy là những cái kỹ năng cần thiết cho các bạn ý, như là kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng và phần ngữ pháp thì có thể sẽ đẩy mạnh nhiều hơn. Kỹ năng viết có thể là để giảm chậm lại để đến giai đoạn khi các bạn bạn ấy học sang đến lớp 10 chẳng hạn, thì sẽ bắt đầu đẩy mạnh cái phần các kỹ năng khó và sử dụng các IELTS. Thì về sơ bộ, cái buổi hôm nay em chỉ muốn giải thích về cái lộ trình học của các con này. Về thứ hai là về tài khoản e-learning, về trang web. Thứ ba là bố mẹ cố gắng, thứ nhất là làm công tác tư tưởng cho các bạn ấy ạ. Thứ hai là sẽ hỗ trợ cho các con ít nhất là phải có thiết bị. Vì bây giờ khi các bạn ấy đã học trên cái phần e-learning thì không thể thiếu thiết bị được. Cái này có thể sử dụng ở trên cả điện thoại được ạ. Đăng nhập trên tài khoản trên điện thoại được, nhưng mà điện thoại nó sẽ hơi bé một chút. Và có thêm một cái nữa đấy là phần thứ ba là đôn đốc các bạn, các bạn sẽ hoàn thành bài tập đúng yêu cầu. Nó sẽ phải tăng dần lên, với thời gian đầu các cô sẽ không không làm căng để cho các bạn ấy bị ngộp quá đâu ạ, sẽ dần dần từ từ. Nhưng mà nhìn chung là các bạn ấy cũng sẽ cảm thấy nó sẽ bối rối hơn so với việc học flyers, như hiện tại thì nó đang khá là dễ để chuyển sang pre-IELTS, nó có thể gọi được gọi như là một bước ngoặt luôn. Có điều là nếu như các bạn kiên trì và theo đúng lộ trình thì cái năng lực của các bạn ấy sẽ cải thiện khá là rõ rệt. Thì đấy là cái mục tiêu tại sao mà em lại muốn gặp trực tiếp bố mẹ để chia sẻ những cái nội dung này. Thì đến phần tiếp theo em nghĩ là cũng không kém phần quan trọng, thì em xin hỏi xem là các mẹ ở đây, toàn các mẹ đúng không ạ? Các mẹ rất là quan tâm tình hình học hành của con. Các mẹ ở đây thì có câu hỏi nào muốn hỏi kỹ hơn về cái chương trình IELTS, lộ trình hay là hướng hỗ trợ con được không ạ? Đến khoảng 8 rưỡi là em sẽ có một cái buổi Zoom với lớp Basic B2, nên là chúng ta sẽ còn khoảng 13 phút nữa, 23 phút nữa để sau cái phần câu hỏi ạ. Thì có mẹ nào có hỏi thì em có thể giải đáp trực tiếp ở đây luôn. Cô Ly cho chị hỏi này. Dạ vâng ạ. Chị nghe lễ rồi cô chia sẻ thì chị cũng hiểu một
hiểu hiểu vấn đề một chút rồi đấy. Nhưng mà chị muốn hỏi Vâng. là như cô nói thì ví dụ như các con phải học tầm khoảng 3 năm nữa đúng không? Thì các con có thể đạt Vâng, được đúng rồi. đến từ 7.5. 5 đến 7 chấm. Ừ, 7.5. Các bạn ấy sẽ Thì nhưng đạt mà được đến lúc 7.5. mình học xong như thế thì ví dụ như mình thi IELTS thì tầm đấy là các con bắt đầu mới học sang lớp 11 đúng không? Thì không biết là đến lúc đấy thi thì mình thi sớm như thế thì đến lúc xong đến lớp 12 thì cái chứng chỉ nó có vẫn còn đấy không nhỉ? Còn thời hạn không cô nhỉ? Chứng chỉ IELTS thì nó sẽ có thời hạn trong vòng 2 năm chị ạ. Thông thường là thời hạn 2 năm. Nên là thường thì các bạn ấy sẽ hay để dành đến khoảng lớp 11 là các bạn ấy thi. Thì sau đấy là sẽ sử dụng chứng chỉ đấy để xét tuyển vào đại học. Và về sau kiểu vào đại học có một số trường, cho dù bạn ấy không xét bằng IELTS nhé, nhưng mà vào đại học rồi mà có IELTS bạn ấy sẽ được miễn học một số môn. Nên là ví dụ như con học đến cái tầm tầm đấy là con được 7.5. Nhưng mà IELTS nó vẫn còn có band cao hơn mà chị. Nếu mà con vẫn quyết tâm mà con vẫn còn nhiều thời gian thì con lại tiếp tục ôn để nâng band tiếp, con có thể đạt được 8.8.5. Và đến cái giai đoạn, thậm chí là đến giai đoạn đấy thì có khi là con cũng không cần phải qua trung tâm học nữa, mà các bạn ấy đã có cái khả năng, có cái kiến thức nền rất tốt và có khả năng tự học rồi, các bạn có thể tự ôn và tiếp tục để bạn ấy thi để lấy band cao hơn ấy ạ. Còn thời điểm thi để dùng để xét tuyển đại học thì nên thi vào khoảng lớp 11, thì nó có thời hạn là 2 năm. Rồi, chị cảm ơn nhé, chị không có câu hỏi gì nữa đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thế còn các mẹ khác thì có câu hỏi gì liên quan đến cái chương trình này không ạ? Chị Nhung, chị Giang có muốn hỏi gì không ạ? Em ơi, cho chị hỏi một chút. Cái lớp BIL này ấy, thì Vâng. mình đã có lịch trình cụ thể chưa? Thời khóa biểu nó rõ ràng chưa? Vẫn như thế chị. Tại vì À, lớp vẫn này các bạn là ấy rất là thời đồng đều. còn. Vẫn là cả lớp này bạn các bạn ấy sẽ học lên, chỉ có bên em sẽ lọc ạ. Có khoảng một hai bạn mà đạt không đạt điểm ấy thì bên em sẽ chuyển cho bạn ấy sang một cái chương trình nó nhẹ nhàng hơn. Còn những bạn nào mà đạt yêu cầu ấy của trong lớp thì vì các bạn lớp này cũng khá là đồng đều thì gần như là các bạn sẽ đạt, là các bạn sẽ học theo cái chương trình này thì đúng lịch như hiện tại bây giờ luôn, không có gì thay đổi cả chị ạ. Chỉ thay đổi về giáo viên thôi. Giáo viên thì là giáo viên thứ nhất là bạn ấy đã có cái chứng chỉ IELTS 7.5, thứ hai là đã được đào tạo rồi và đã nghiên cứu chương trình thì sẽ là thay giáo viên dạy. Với cả chị có một cái đề nghị thế này, bởi vì đầu cấp là cũng còn lớp cũng có một vài bạn học lớp 6 đầu cấp ấy, thì như Vâng. bạn Kevin nhà chị là cũng chưa làm quen được với tiến trình ở trên lớp ấy. Khá nhiều bài Vâng. tập phải làm đến đêm muộn mới xong. Thành ra Vâng. có thể con sẽ phải nợ bài tập ở trung tâm mất một Vâng. thời gian đầu đấy. Có khi là đến học kỳ 2 thì con mới làm quen được với cái nhịp độ nhanh của cấp 2 thì con mới bắt đầu tập trung để hoàn thiện được hết cái bài tập trên trung tâm. Thành ra là cũng nếu mà có hôm nào mà con chưa làm kịp thì cho con hạn đến cuối tuần cũng được cô nhé. Vâng ạ. Thực ra thì bọn em cũng đợt trước cũng họp phụ huynh lớp khác ấy, cũng có ý kiến tương tự như thế, thì bọn em cũng có điều chỉnh giống như lúc đầu em còn nói đấy, là các bạn sẽ phải làm quen từ từ, thì các cô sẽ không thể nào mà nó đang ở bước 1 cho lên bước 5 được. Thì thời gian đầu là lượng bài tập nó cũng sẽ vừa phải thôi, không có bạn ấy sẽ bị ngộp. Thứ hai là bọn em cũng sẽ có điều chỉnh, là ví dụ như các bạn ấy học rất liền nhau thứ hai và thứ tư ấy ạ, thì khi mà học cái chương trình này thì đây có một cái sự thay đổi nữa nhá, mà bố mẹ như em quên mất không nói. Khi học chương trình này ấy, thì cái buổi em không nhớ là thứ hai thứ tư, nhưng mà đại khái là một buổi giáo viên nước ngoài dạy, thì giáo viên nước ngoài sẽ chỉ dạy phát âm, nghe và nói, chỉ tập trung đúng vào cái ba kỹ năng sở trường của người ta thôi. Còn đâu ví dụ như cái phần lý thuyết về ngữ pháp hay là các cái mẹo làm bài thì thực ra là phải cô Việt Nam hướng dẫn, thì các bạn ấy sẽ hiểu rõ ràng kỹ lưỡng hơn. Nên nó sẽ tách thành hai buổi luôn ạ. Hai cái nội dung của hai buổi đấy là không liên quan đến nhau. Thầy là chuyên dạy cái kỹ năng đấy và cô thì cũng sẽ chuyên dạy kỹ năng kia. Nên là cái lượng bài tập của cái buổi thứ hai với cái thứ tư có thể gộp lại để đến cuối tuần các bạn đi làm, nộp trước thứ hai là được. Thì các bạn ấy sẽ có cái thời gian cuối tuần. Và em cũng nói thêm với phụ huynh nữa, đó là ở cái buổi giáo viên nước ngoài, thời lượng của giáo viên nước ngoài sẽ giảm xuống còn có 1 giờ thôi. Tại vì thầy sẽ tập trung giải thích và dạy và thực hành cho các bạn ấy hết. Sau đó thì cần có 30 phút
để cô trợ giảng. Thực ra cô trợ giảng vẫn chính là giáo viên của lớp đấy luôn, cũng vẫn là giáo viên 7.5 IELTS, cô sẽ theo luôn và cô sẽ giải thích lại những cái phần mà các bạn ấy chưa hiểu hoặc là sửa các cái lỗi sai. Vì thực tế là các bạn ấy, khả năng của các bạn ấy vẫn chưa có thể nghe hiểu 100% giáo viên nước ngoài được, nên là sẽ có những cái phần mà các bạn ấy thắc mắc hay cần phần mà cô phải giải thích thêm. Thì trước mắt là bọn em đang để an toàn và các con không bị mất cái kiến thức ấy, không bị hụt trong cái quá trình các bạn ấy học. Trong quá trình mà dạy ấy, thì em yêu cầu là giáo viên nước ngoài sẽ phải giao tiếp toàn bộ và liền mạch, không bị ngắt quãng. Lúc ấy cô TA sẽ chỉ có cái nhiệm vụ là quản lớp và hỗ trợ một số bạn yếu thôi. Nhưng sau đó, sau khi hết hẳn một tiếng đấy thì sẽ có 30 phút là để cô sẽ giải đáp hết, hướng dẫn lại này, cũng như là chữa bài, giải thích bài cho các bạn ấy. Thì nó sẽ thay đổi một chút xíu về thời lượng giáo viên nước ngoài trước mắt là trong thời gian đầu. Và sau đấy thì bọn em sẽ tiếp tục đo lường. Vì thực ra là phải nói là các con ấy, nó các bạn này thì thực ra đã có một lớp trước rồi, là các anh chị lớp 9. Các con thì sẽ là lớp khoảng thứ hai, thứ ba. Có hai lớp Advanced B1 và Advanced B2, thì các bạn ấy sẽ là hai lớp thứ hai, thứ ba học, chứ không phải là các bạn là chủ bạch đầu tiên. Nhưng mà nhìn dù sao thì vẫn là các cái chương trình thực nghiệm mà các con học khi mà tuổi con rất là nhỏ, nên là bọn em sẽ cũng vừa học vừa quan sát, và có những cái thông tin gì thì bọn em sẽ trao đổi luôn với mẹ. Thì em may mà chị Nhung hỏi nên em quên mất chưa trao đổi về cái việc đấy, là giáo viên nước ngoài họ sẽ tập trung vào đúng kỹ năng đấy thôi, nên là lượng giáo viên lượng bài tập về nhà thì chị không phải lo nhé, có thể dồn để cuối tuần các bạn hoàn thiện. Có điều là cuối tuần hoàn thiện thôi, nhưng còn ví dụ trong buổi mỗi ngày ạ, thì vẫn phải cho các bạn để tiếp cận với tiếng Anh, ví dụ như là nghe hoặc là làm cái gì đấy nhẹ nhàng trong khoảng ít nhất là 15 phút là tốt nhất. Chứ nếu mà nó để ngắt quãng là các bạn ấy sẽ bị mất phản xạ. À, thêm một cái nữa thì thầy thầy Anthony thì thầy có hỗ trợ, thầy khá hỗ trợ khá là sát, thì thầy bảo là trong 3 cái tháng đầu tiên mà các bạn học ấy thì các cái phần video là bên em sẽ quay lại hết, sau đó thì sẽ gửi lại cho thầy, thầy sẽ review, thầy thầy xem lại và thầy sẽ đối chiếu, sau đó cứ làm việc lại để xem là cái sự tiến bộ các bạn, đo lường cái sự tiến bộ của các bạn ấy, xem có hướng như thế nào để có thể điều chỉnh lại chương trình một chút. Thì chỉ có mấy lớp, 3 lớp đầu tiên là thầy sẽ hỗ trợ cái phần đó, là sẽ làm việc liên tục, còn về sau thì gần như là thầy sẽ cố vấn tổng quan nhiều hơn là đi vào từng từng bạn kiểu như thế này. Nên là những các bạn, 3 bạn mà vào cái chương trình IELTS thì bọn em cũng chỉ mới áp dụng cho đúng 3 lớp này của trung tâm thôi, thì cũng là 3 lớp mà được hỗ trợ ưu đãi rất là nhiều, cũng như là được thầy sát sao luôn, thì cũng đấy là một cái em nghĩ là khá là tốt cho các bạn ý. Và có những cái vấn đề gì trong quá trình học thì nó là một cái chương trình mới, nó là chương trình học thuật, thì bố mẹ cứ liên hệ trực tiếp với cả bọn em, nếu mà có cái gì thì bọn em sẽ điều chỉnh luôn. Vâng ạ, thế thì mẹ của bạn Alex với bạn Hana có hỏi gì nữa không ạ? Liên quan đến chương trình của các con cũng như là lộ trình dài hạn của các bạn ấy nhé. Em không ạ. Em Dạ không vâng có ý ạ. kiến. Vâng. Thế thì em đây, iPhone 2, iPhone 2 là mẹ của bạn nào đấy ạ? Mình mẹ Bia. Vâng ạ. Cho mình hỏi là lúc Dạ nãy mình vâng. vào muộn, thành ra không 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 chưa chưa nghe được cái phần mà bạn Bia nhà mình ấy, thì là cho mình hỏi là với liệu trình IELTS như thế thì bạn Bia nhà mình là có theo được không? Bởi vì trong quá trình học thì mình thấy bạn ấy cũng cứ lên lên xuống xuống, nó không đều. Phong độ không ổn định. Đấy. Đây chị để em một chút để em share lại cái phần của bạn Nga nhé. Thực ra là sau cái buổi hôm nay thì bọn em sẽ có cái thứ nhất là gửi lại cái file ghi âm cho những mẹ mà chưa tham gia hoặc là vào muộn. Thứ hai là bọn em sẽ có cái gửi lại cái PowerPoint, cái nội dung cơ bản có nhận xét của từng bạn đấy ạ. Mia ở đây thì bạn ấy được 3 phần phần nói, phần nghe à phần nói thì nó Đúng vẫn ở rồi. trong khung là A2 B1. Có điều là thầy cũng vẫn nhận xét là con nó bị ngắn, hầu như tất cả các bạn trong lớp mình đều bị tình trạng là nói ngắn, không mở rộng được ý ấy. Vâng. Và phản xạ, độ trôi chảy của bạn ấy còn hạn chế này, và ý tưởng của bạn ấy thì chưa nhiều. Vâng. Cũng mắc về phát âm thì sẽ là mắc về phần stretch, là về ngữ điệu. Mia thì sẽ có bạn ấy được điểm là 17 trên tổng 50 nhé chị nhé, Vâng. 17 trên 50 thì hầu như lớp toàn tầm tầm này ạ, 17, 19 này Vâng. năm này, thì Vâng. nó cũng là mặt sàn chung của các bạn ý. Và như em đã nói đây này, lớp Vâng. mình thì có cao nhất là bạn David, là bạn ấy được Vâng.
được 26 điểm và bạn thứ hai là bạn Kevin là 25,5. Còn lại thì các bạn cứ tầm mười mấy điểm, có sẽ có một Dạ. hai bạn là bị hơi đuối thì bọn em sẽ trao đổi riêng với cả trường hợp của những bạn đấy. Còn lại Rồi thì ạ. nhìn chung là lớp thì khá là sàn sàn, như của Mia thì con vẫn theo cái lộ trình này như bình thường thì ạ. Vâng. Rồi, Dạ vâng cảm ạ. ơn cô, tại vì là mẹ cũng không biết làm như thế nào cho nên là muốn hỏi cô như thế thôi. Còn lại Vâng ạ, thì nhưng là còn điều nếu thì như vâng. lộ trình này thì nó sẽ là lộ trình dài hạn, nên là chắc là cũng cả bố mẹ và cả các con thì cũng phải cố gắng là kiên nhẫn một chút xíu để đồng hành với các bạn ý, và cũng như là động viên. Thời gian đầu thì chắc là các bạn ấy sẽ cũng cũng bị kiểu thay đổi ý, đột ngột ý, thì các bạn ấy bọn em cũng sẽ không để đột ngột quá, nhưng mà nói chung là nó cũng sẽ khác. Nó thay vì là xem tranh nhìn hình quen rồi, bây giờ lại Vâng. toàn nghe, rồi cái chủ đề nó cũng sẽ là học thuật hơn, thì có thể sẽ hơi khó khăn cho các bạn ấy một chút. Thì Vâng. chắc là cũng phải nhờ các cô vừa làm công tác tư tưởng và bố mẹ cũng động viên đồng hành với các con, hỗ trợ các con thêm ạ. Vâng. Thế thì Thì nếu như mà dạ vâng, vâng. chị nói tiếp ạ. Thì cũng động viên con thôi, tại vì là ở trên trường và các bạn đi học cấp 2 thì hiện tại là bây giờ bạn là đang học lớp 7 thì cũng tương đối Vâng. kiến thức thì cũng rất là nhiều, bài tập cũng rất là nhiều, nhưng mà Công nhận cơ. đấy thành ra là rõ ràng là giảm tải, nhưng mà thực ra mình thấy bạn làm đến 1 giờ đêm vẫn chưa hết bài tập. Vâng, công nhận là các bạn cấp 2 đợt này bây giờ lượng bài tập nhiều thật sự luôn ấy. Nhiều khi các cô cũng thương, nhưng mà nói chung là Áp nghĩ lực về tương lai lâu dài thì đấy, cũng tôi vẫn đúng rồi, không biết làm cách nào khác. Chứ còn chỉ nếu động mà viên các thôi. con các con mà biết là áp lực như thế, nhưng mà ví dụ như bỏ bê đi ấy, Dạ. xong rồi lại chỉ học ngữ pháp để thi ở trên trường thôi, thì thực ra là giá trị nó không nhiều. Ví Đúng dụ rồi. như là em thì em dạy trên đại học thì em thấy rất thương các bạn ấy, vì đầu vào điểm cao, cuối cùng vào lại phải học lại từ đầu ấy, tại vì là kỹ năng nghe nói đọc viết yêu cầu ra trường là phải có đủ cái đấy, kể cả không phải là sinh viên đúng chuyên ngành ngôn ngữ nhá, mà Đúng ví rồi. dụ học toán học gì cũng thế, nhưng mà cứ ra được trường ấy là phải có một cái chứng chỉ ngoại ngữ 4 kỹ năng hoàn Vâng. thành đủ, bắt đầu các bạn mới ra được trường. Nên là lúc ấy các bạn ấy lại phải rất là vất vả, mà học bây giờ bé này học dễ, học liền mạch thì là rất là ổn và lộ trình nó nhẹ nhàng. Thế còn nếu mà Vâng. để đến cái giai đoạn lớn rồi còn học nặng hơn, còn đi làm thêm còn nhiều thứ, thì các bạn ấy học khó khăn lắm. Nên là Vâng. bố mẹ cố gắng là đồng hành với động viên các bạn ý, để cho các bạn ý sẽ có thể có cái kết quả tốt nhất Vâng. sớm hơn so với cả các cái bạn hiện tại bây giờ. Là ví dụ như đến lớp 10 bắt đầu mới cày cuốc IELTS, thì các bạn học từ cấp 2 đi thì mình sẽ nhẹ nhàng và mình sẽ Đúng dễ rồi. đạt được cái kết quả mong muốn. Vâng. Thôi thì bố Dạ mẹ vâng cũng cứ nhờ các cô ở trung ạ. tâm động viên để ý đến các con, giúp bố mẹ. Tại vì nhiều khi là có bố mẹ thì biết ngoại ngữ, nhưng có bố mẹ không biết ngoại ngữ thành ra nó rất nhiều hạn chế. Dạ vâng. Nên là chỉ Thế nhờ thì các cũng không cô sao, với chủ yếu là bố mẹ chỉ cần đôn đốc các con làm bài thôi, còn bây giờ vâng. đến tuổi các bạn thì các bạn chủ động được hết rồi ạ. Đúng rồi. Kể cả các Vâng, thiết vâng, bị các bạn vâng. ấy cũng rất là dành. Vâng, đúng rồi ạ. Thì mình Không cũng, ạ, thế vâng, thì thưa cô cô. Liên em cái là dạ, vâng ạ. À, thì Rồi, cảm ơn cái tài cô. khoản đây là bên trung tâm mình mua sẵn cho các con cô nhỉ? Tài khoản này là bên trung tâm đã mua rồi chị ạ, đã mua sẵn hết cho các bạn ấy rồi, phụ huynh không phải Thế mua coi nữa, là tức các là con hàng ngày phải dành dãy được nhất cấp luôn. 15-20 phút là các con, 2 phút để các con vào là các con làm đúng không? Vâng, nói chung là các bạn ý không cứ gì làm ở trong cái tài khoản đấy mà các bạn ấy có thể nói chung là tiếp cận với tiếng Anh ấy, nên là không được để là dồn hết bài tập đến cuối tuần mới làm một thể, mà gần như là trong ngày lúc nào thỉnh thoảng con phải là con dành một cái lượng thời gian cố định khoảng ít nhất là 15 phút để bạn ấy vào làm kỹ năng gì cũng được, nhưng mà tức là cứ tiếp cận với cả cái học liệu và cho bạn ấy làm quen dần thì các bạn ấy sẽ lên rất là nhanh. Còn tài khoản đấy thì bọn em đã mua hết cả cái chương trình chuyển giao, mua tài khoản và có trả phí đào tạo, phí cố vấn hết tất cả rồi. Tức là trung tâm mặc dù là rất nhỏ nhưng mà đợt này chơi cũng hơi lớn phải nói là thế, tức là đầu tư khá là nhiều để cho các con, cải thiện cho các con đấy ạ. Rồi mẹ cho cảm ơn cô nhá, cũng tin tưởng các thầy cô ở bên trung tâm thì hỗ trợ các con. Thì bố mẹ cũng nói thật là cũng dốt, mẹ không biết các phụ huynh khác nhưng mà nói thẳng là nhà mình dốt, bố cháu thì biết xin sơ thôi. Nên là có hơi thì bây giờ các con thì cũng học ở trung tâm từ nhỏ rồi, thì bây giờ cũng tin tưởng cô Ly và tin tưởng các thầy cô trong trung tâm. Thì cũng mong là các thầy cô hỗ trợ các con. Dạ vâng ạ, thế thì có gì thì mình sẽ cứ liên hệ, nói chung là chắc là cập nhật tình hình, tại vì để xem là các bạn ấy thích ứng với các chương trình mới như thế nào.
Còn nếu mà có cái gì bất cập hay là có những cái vấn đề gì của các con thì bố mẹ cũng thông báo lại, trung tâm nắm được và có hướng hỗ trợ. Thế thì em chắc là xin phép là sẽ dừng cái cuộc Zoom hôm nay ở đây, tại vì là sẽ còn cái ca về lớp đằng sau nữa. Vâng. Vâng, thế thì dạ vâng ạ, cảm ơn các chị, chào các chị Vâng, ạ. chào cô ạ. Vâng. Dạ. Chào cô nhé. Dạ vâng Chào ạ. cô ạ.